Chúng ta có một mẫu MPV thiết kế đẹp mắt 290mm có thêm ở trục cơ sở sẽ là những gì mà các bạn nhìn thấy ở hàng 2. Các bạn sẽ có lựa chọn động cơ 1.5 turbo và đây sẽ là một con số vô cùng quan trọng để đưa mức giá của chiếc MPV này chạm tới ngưỡng đủ hấp dẫn. Xin chào, đây là Hyundai Custin hay còn có tên gọi là Hyundai Custo ở các thị trường khác. Mẫu MPV mà tôi tạm xếp vào phân khúc cỡ nhỡ vừa mới được ra mắt ở thị trường Việt Nam. Được xây dựng ở trên nền tảng N3, nền tảng mới nhất của Hyundai, thì Custin ở Việt Nam sẽ có hai lựa chọn động cơ là 1.5 turbo và 2.0 turbo. Bên cạnh đó thì mẫu xe này vẫn giữ được truyền thống ngập tràn công nghệ ở phía bên trong của nhà Hyundai. Ngoài ra thì Hyundai Custin sẽ có mức giá hết sức cạnh tranh và thông qua đó thì nó sẽ là một lựa chọn hết sức sáng giá nếu các bạn đang cân nhắc mua những chiếc crossover cỡ trung hoặc cỡ nhỡ và kỳ vọng có không gian ở bên trong đủ thoải mái rộng rãi cho 7 người lớn cho những hành trình dài. Và như thường lệ thì chúng tôi cũng chia sẵn các khúc nội dung ở phần timeline cũng như mô tả để các bạn có thể dễ dàng lựa chọn khu vực mà mình thực sự quan tâm để theo dõi trước. Còn bây giờ là thời gian mà chúng ta sẽ walk around và khám phá rất nhanh Hyundai Custin. Hyundai Custin sở hữu một phần kích thước có thể nói là rất to lớn khi các bạn nhìn thấy nó lăn bánh ở ngoài đường. So sánh với người anh em cùng nhà chiếc crossover Hyundai Santa Fe thì mẫu xe này dài hơn tới 165mm và có trục cơ sở lớn hơn tới 290mm. Một con số rất hứa hẹn về không gian thoải mái cho 7 người lớn ở phía bên trong. Ngoài ra thì Custin cũng tương tự như là nhiều mẫu MPV khác sở hữu một đặc điểm thiết kế, đó là có khoảng cách từ trần lên đến sàn rất lớn so với chiều cao tổng thể và cũng hứa hẹn mang tới một cảm giác thoáng đãng khi ngồi bên trong. Còn nói về phong cách thiết kế thì các bạn sẽ nhận ra ngay hình ảnh của chiếc Hyundai Tucson ở đây. Phần đèn và lưới tản nhiệt được Hyundai gọi là Parametric Hidden Light được lặp lại ở trên mẫu xe này. Bên cạnh đó thì hàng loạt những cái chi tiết ở phần thân xe hay vòm lốp cũng sẽ gợi nhớ tới chiếc crossover hạng C cùng nhà. Và với tôi thì Custin sẽ vẫn giữ một cái truyền thống, một cái hình ảnh tổng thể mà Hyundai áp dụng lên toàn bộ dải sản phẩm của họ hiện nay, đó là sự trẻ trung. Rất quan trọng là ở dưới nắp capo của Hyundai Custin các bạn sẽ có lựa chọn động cơ 1.5 turbo và đây sẽ là một con số vô cùng quan trọng để đưa mức giá của chiếc MPV này chạm tới ngưỡng đủ hấp dẫn, thuyết phục người ta từ bỏ những chiếc crossover cỡ trung chuyển qua đây. Với động cơ 1.5 này chúng ta sẽ có 170 PS và quan trọng là có 253 Nm đạt được ngay từ 1.500 vòng một phút. Một con số với tôi là đủ sức thuyết phục ở trên giấy tờ để nói về sức bật của một chiếc MPV cỡ nhỡ. Ngoài ra thì Hyundai Custin cũng sẽ có lựa chọn động cơ 2.0 turbo với công suất đầu ra hết sức là ấn tượng dành cho những người chạy xe gia đình mà vẫn ưa thích cảm xúc cầm lái. Cả hai lựa chọn động cơ này đều đi kèm với hộp số tự động 8 cấp dẫn động cầu trước và các bạn sẽ có 4 chế độ lái khác nhau. Ở phía bên trong không gian nội thất thì các bạn sẽ nhìn thấy khá là nhiều phong cách của nhiều mẫu xe anh em khác được áp dụng trên chiếc Hyundai Custin. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhìn thấy ngay phần vô lăng thiết kế đê cắt khá đẹp mắt được mang từ chiếc Hyundai Tucson qua. Sau đó là phần ụ số 4 nút bấm ở đây thì là phong cách thiết kế của Hyundai Santa Fe. Và về cảm quan tổng thể thì với tôi, mẫu xe này vẫn giữ được cái hình ảnh theo kiểu bắt mắt hiện đại của Hyundai áp dụng trên rất nhiều mẫu xe của họ. Còn về phần không gian thì độ rộng lòng của chiếc Custin không tạo ra cho tôi một ấn tượng quá lớn nếu đặt cạnh không gian của chiếc Hyundai Santa Fe. Tuy vậy thì cảm xúc về mặt không gian của nó thì lại là cực kỳ tốt. Các bạn sẽ nhìn thấy một cái mẹo được áp dụng ở trên rất nhiều mẫu xe khác nhau được lặp lại tại đây, nhưng nó được nâng lên một cái tầm mới xa hơn rất nhiều, đó là phần kính lái phía trước. Các bạn sẽ nhìn thấy ngay vị trí của tôi thôi, phải nhoài ra rất xa mới có thể chạm được vào phần kính lái phía trước ở đây. Và đó là một mẹo để tạo ra cảm xúc cực kỳ rộng rãi cho chiếc Hyundai Custin. Còn về phần vật liệu thì rõ ràng là với một chiếc xe thuộc phân khúc xe phổ thông, các bạn cũng sẽ không thể đòi hỏi quá nhiều những chi tiết nhựa rồi giả da hoặc là giả phai kim loại ở đây đủ đẹp mắt để mang tới cho chúng ta một không gian thoải mái. Ngoài ra thì nhắc tới các mẫu xe Hàn Quốc thì tiêu điểm vẫn phải là trang bị ngập tràn phía trong xe. Với tôi thì Custin là một chiếc xe được trang bị khá cao cấp khi các bạn có ghế chỉnh điện, có nhớ, có thông gió, có sưởi. Rồi mẫu xe gia đình này cũng rất ưu ái người lái với lẫy chuyển số sau vô lăng cam 360 và hai cửa sổ trời rất lớn ở phía bên trên. Về mặt trang bị an toàn thì tất nhiên là chúng ta cũng có gói trang bị Hyundai Smart Sense ở đây đi kèm với cảnh báo áp suất lốp và cảnh báo điểm mù. Nhìn chung thì nói về trang bị, khoảng 15 năm trở lại đây tất cả các mẫu xe Hyundai sẽ không ngán bất cứ đối thủ nào khác ở trên thị trường.
290mm có thêm ở trục cơ sở sẽ là những gì mà các bạn nhìn thấy ở hàng hài. Đây là vị trí của tôi khi đẩy hết ghế về phía trước, còn nếu chúng ta tụt hẳn về phía sau thì quả thật là không gian của mẫu xe này quá sức ấn tượng so sánh với bất cứ mẫu crossover nào khác. Bên cạnh đó thì Hyundai cũng không quên mang tới cho chiếc Hyundai Custom tất cả những trang bị tiện nghi cao cấp nhất mà các bạn có thể tìm thấy ở thế giới xe MPV. Ví dụ như chúng ta có bàn làm việc ở đây, có rèm chỉnh tay. Ở phía dưới chúng ta cũng sẽ có cả thông gió ghế, sưởi ghế, cổng sạc điện thoại không dây, sạc điện thoại có dây và cửa gió điều hòa riêng biệt. Tất nhiên là phần cửa sổ trời ở phía trên cũng là một chi tiết cần phải nhắc tới khi đề cập tới trang bị tiện nghi cho gia đình. Và như tôi đã chia sẻ ngay từ phía đầu, giá trị quan trọng nhất để người ta bỏ qua những chiếc crossover cỡ trung hoặc cỡ nhỡ chuyển sang với Custom đó là không gian đủ rộng rãi cho 7 người lớn. Ở phía sau các bạn cũng sẽ có một hàng ghế có mức độ ngửa tốt, có không gian trên đầu đủ lớn. Và đặc biệt quan trọng là khoảng cách từ đệm ghế cho tới sàn là đủ lớn để nó có tác dụng đỡ đùi. Chúng ta sẽ không có cảm giác ngồi quá mỏi giống như hàng ba của những chiếc crossover nói chung. Như vậy để tổng kết rất nhanh về Hyundai Custom thì với tôi đây là một chiếc MPV có cơ hội thành công khá lớn ở thị trường Việt Nam khi nó hội tụ gần như đầy đủ tất cả những thứ mà người Việt Nam kỳ vọng ở một chiếc xe cho gia đình. Chúng ta có một mẫu MPV thiết kế đẹp mắt, nó không quá cục mịch như phong cách truyền thống của MPV trước đây. Có một phần không gian bên trong đủ rộng rãi cho 7 người lớn và đặc biệt là có trang bị cực kỳ tốt. Bên cạnh đó thì các bạn cũng sẽ có hai lựa chọn động cơ với động cơ 1.5 có thông số sức kéo đủ thuyết phục. Còn động cơ 2.0 thì là quá thừa thãi với tầm xe cho gia đình như này. Bài toán cuối cùng của Hyundai Custom sẽ là giá bán, liệu con số của nó có đủ sức hấp dẫn để lôi kéo khách hàng từ những chiếc crossover cỡ nhỡ hoặc cỡ trung qua đây hay không. Cảm ơn anh em đã dành thời gian đồng hành cùng với chúng tôi trong video walk around và khám phá Hyundai Custom. Như thường lệ thì bất cứ câu hỏi nào của các bạn về mẫu xe này chúng tôi sẽ cố gắng giải đáp ngay ở phần comment. Và đừng quên ấn nút theo dõi để xem video đánh giá chi tiết khả năng vận hành của Hyundai Custom.